Rồi, hôm nay ngày 17 tháng 2 2021, tới sớm để chuẩn bị xua, để cho chuẩn bị xua đi trượt tuyết nữa, mà tới sớm quá mày, để ngồi đây chơi, lại đi lắc đi tới chỗ này ra lấy cái mướn cái đồ trượt tuyết để đi. Đó, chuẩn bị xua muốn đi 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 khùng khùng đi cái đó đó. Cái này so sánh ở Colorado, Colorado vui hơn. Nó có cái làng riêng của nó. Ở đây thì cũng cũng có một cái thành phố, cái làng thành phố mà nó không không có hấp dẫn bằng Breckenridge, Colorado. Mà thì hy vọng là hôm nay tối nay thì mình đi đi bộ tới cái thành phố Tahoe. Nhà hỏi chuẩn bị xua sao, chuẩn bị xua ơi, có dám đi cái kia không? Đang xem người ta lái như thế nào. Người ta đi như là lái là có cái máy xe. Rồi, mà cứ nghĩ ra trượt trước được không? Được. Được không? Không không có ngã, không có bị đau gì chứ phải. Rồi bà tôi đi bà đó là tôi không bao giờ mà đi. Có thể là đi cái gì nè, sled á, cái ngồi trong cái miếng như là cái miếng gỗ, cái miếng nhựa đi thì có thể ủ mà ủ cái này đi thì kinh khủng này. 10 phút thôi, nó chỉ cho mình 10 phút thôi. Anh ha, 10 phút này, nó chỉ cho mình 10 phút để lấy đồ xong này. Lấy cái miếng tờ giấy đi, cái khẩu trang em đó. Khẩu trang em. Giờ là tôi qua mình là tôi qua ăn chỉ em nói vì em biết làm một mình lấy được rồi phải không? Okay. Rồi cứ đi xong lát ăn đi bà ăn hỏi sao của em có được không, em bị sao không? Ừ, qua mình đậu ngay đó, ngay trong cái đằng sau cái cầu tiêu công cộng đậu đó miễn phí. Ở đây còn miễn phí luôn, hình như đậu chỗ kia mới phải trả tiền. Cái miếng tờ giấy ăn in cho em đâu, đưa người ta nha, không có nó là nó không cho vào đâu. Đi bà đi. Chị quậy được ấy đây lấy ra. Sao mình quậy tay bên trái lấy sẽ biết bao lâu mà. I know. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Rồi, đi khẩu trang đi xuống đi kia. Cờ Mỹ, California, còn cái cờ kia là cờ gì, màu xanh cỏ. US Forest Service Department of Agriculture. Oh, lạ ha. Là cơ quan nông nghiệp mà lo về rừng. Chùm xua đó. Yêu quá, yêu em quá em. Đi vào đó đây em, đi vào đây này. Em ơi, đi vào cửa này này. Đi vào đây. Rồi, giờ bây giờ phải ra đậu xe.
bên Colorado, tuyết nhiều. Nên là thế bắt đầu tuyết, thế ở đây gần như chả có tuyết gì hết. Tuyết còn có những cái tuyết gì khi thì nó chảy ra thành cho nước ha. Bên Colorado thì tuyết nhiều hơn. Cái thành phố, cái làng dễ thương đó, Breton Ridge. Mà đây thì có cái thành phố nhỏ khái gọi là Tahoe. Ok, rồi không sao. Tới đâu thì vui đó, vui, hạnh phúc là trong trái tim và trong đầu óc của mình. Đi đâu cũng được hết, nghĩ sao mình nghĩ là mình vui là được. Nếu không thích thì lần sau đừng tới nữa thôi. Rồi.